Vâng, hi, xin chào các bạn. Trong năm 2019 đây thì Corsair đã vừa tung ra bộ ba sản phẩm chuột gaming mới của họ. Nhưng mà thật ra nói là mới cũng không hẳn, chỉ có một trong ba cái sản phẩm là mới mà thôi. Còn hai sản phẩm kia là hai cái phiên bản nâng cấp. Nhưng hai phiên bản đó tuy là nói là phiên bản nâng cấp nhưng cũng có rất là nhiều những cái điểm mà các bạn cần phải biết đến. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về bộ ba sản phẩm của Corsair năm 2019. Xin mời. Chiếc chuột đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái bộ ba sản phẩm ngày hôm nay đó chính là chiếc Harpoon RGB Wireless. Đây, sản phẩm này là một sản phẩm có thể gọi là nâng cấp rất là đáng kể so với phiên bản Harpoon thông thường. Tại vì nếu như phiên bản trước đây các bạn thấy cái mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó 400-500 ngàn hay là 600 ngàn gì đó, chỉ có tầm vài trăm, và được liệt kê vào một trong những sản phẩm chuột phổ thông đáng lựa chọn nhất, thì nay đối với Corsair họ đã nâng cấp cho nó một mức giá nó trên hơn một chút xíu. Về giá của sản phẩm thì nó sẽ hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên nó có đáng để mà sở hữu là không thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là về cái chuẩn wireless ở trên cái chú chuột này. Corsair họ đã trang bị một cái công nghệ wireless mới mà họ đặt tên là Slipstream. Nếu như các bạn đã từng xem về cái top 4 chuột không dây gaming tốt nhất mà mình đã làm á, thì các bạn sẽ biết là mình đã từng đề cập rồi, là đối với Logitech họ có một cái công nghệ mà họ đặt tên là Lightspeed. Thì đối với cái công nghệ đó sẽ giúp cho các bạn có một cái tốc độ kết nối nhanh nhất và với cái độ trễ chỉ là 1 mili giây. Rồi, đối với Razer thì họ cũng có một cái công nghệ wireless mà họ đặt tên là Adaptive Frequency. Thì tức là nó sẽ giúp cho các bạn có một cái kết nối ổn định nhất. Còn đối với Slipstream của Corsair thì có thể gọi là cái sự tương đồng và hòa hợp giữa cả hai công nghệ đó gộp lại. Với cái khả năng kết nối rất là nhanh với độ trễ chỉ là 0.5 mili giây, tức là còn nhanh hơn cả Lightspeed của Logitech. Và các bạn còn có một kết nối cực kỳ ổn định do là một cái receiver có thể truyền đến tận là 2 đường truyền tín hiệu phát. Và đối với Corsair họ dám tự tin khẳng định rằng là đối với cái nano dongle, tức là một cái cục USB receiver mà nó cực kỳ ngắn, cực kỳ nhỏ, có thể kết nối một lúc là cả 3 thiết bị. Chẳng hạn như sau này các bạn vừa có chuột, các bạn vừa có bàn phím và các bạn vừa có tai nghe, chỉ cần một USB receiver có thể kết nối một lúc là cả 3 thiết bị, thì đó chính là cái công nghệ của tương lai. Tuy nhiên, nó không chỉ nằm ở việc là sản phẩm này chỉ dừng lại ở việc là được trang bị một chuẩn kết nối wireless mới, mà còn là về những cái nâng cấp về thiết kế của sản phẩm nữa. Và như các bạn nghe qua cái tên thôi thì các bạn cũng đã thấy là cái phiên bản Corsair Harpoon Wireless và Corsair Harpoon thông thường á, là hai cái phiên bản mà có thể nói là giống nhau đến 95% về thiết kế. Cả những cái đường nét ở trên thân chuột rồi về những cái nút bấm là tương đương nhau. Tuy nhiên đối với phiên bản Corsair mới này thì chúng ta lại có được là một cái bóng LED ở ngay cái phần nút bấm DPI, giúp cho các bạn có thể dễ nhận diện hơn trong đêm. Và kèm theo đó nữa là một cái đặc điểm mà mình cực kỳ thích là cái sản phẩm này á, nó chỉ có mức trọng lượng là 99g và các bạn rất là dễ cầm. Nó thật sự nhẹ, thật sự nhỏ và nó thật sự rất là tiện lợi hơn nữa là không chỉ Corsair họ trang bị một cái USB receiver ở trên này mà còn trang bị luôn cả cái giao thức kết nối Bluetooth. Và mình đã từng test qua cái giao thức kết nối Bluetooth ở trên chiếc chuột này thì nó thực sự ngạc nhiên ở chỗ là nó không giống như là những cái kết nối Bluetooth trên những cái sản phẩm chuột khác mà nó có độ trễ. Đối với Corsair Harpoon Wireless á, thì phiên bản này có một cái kết nối Bluetooth nó thực sự nhanh, độ trễ hầu như là không có. Và mình sẽ làm kỹ hơn trong tương lai để xem là liệu cái chuẩn kết nối Bluetooth này nó có khác biệt gì so với những sản phẩm trước đó hay là không. Vậy nên nếu như các bạn là một người mà hướng đến cái độ tiện dụng trong những cái thiết bị chuột gaming thì mình nghĩ là các bạn cần phải cân nhắc ngay đối với chuột Corsair Harpoon Wireless này. Và sản phẩm chuột thứ hai trong list 3 sản phẩm chuột ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc chuột Corsair M65 Elite RGB. Nếu như các bạn đã nghe mình nói từ khi nãy á, thì chúng ta có tới tận là 2 trên 3 sản phẩm là một phiên bản nâng cấp. Thì đây cũng là một phiên bản nâng cấp so với cái phiên bản trước đây mang tên là M65 Pro. Và cái phiên bản Elite này thì có cái gì nổi trội so với phiên bản cũ? Đầu tiên, cái cách biệt lớn nhất nó đến từ sensor, tức là về cảm biến của chuột. Thì đối với chú chuột này được mang cái cảm biến mới nhất đến từ Bitsack, mang tên là Bitsack BMW3391. Và với một số những thông tin về spec rất là ấn tượng, như là có thể đạt đến tận tối đa là 18.000 dpi, 400 IPS. Và Corsair họ nói rằng là đây là cái cảm biến tốt nhất dành cho gamer ngay thời điểm hiện tại. Về tất cả mọi thứ thì lại có thêm một số ít những cái thay đổi mà giúp cho cái sản phẩm này nó quyến rũ hơn, nó bắt mắt hơn và nó sang trọng hơn. Điển hình có thể kể đến là về cái hông bên trái của chuột này. Ngoài cái việc á, là trước đây trên phiên bản Pro á, thì Corsair họ cũng đã trang bị một cái khung bằng kim loại ở trên thân chuột rồi. Và đối với trên phiên bản mới này á, thì Corsair họ đã thiết kế lại, họ làm lộ ra cái phần kim loại nhiều hơn. Và nếu như các bạn nhìn từ bên hông, các bạn sẽ thấy là đây một cái thiết kế nó cực kỳ bắt mắt và cực kỳ hầm hố, mà nó lại mang thêm cái tính sang trọng cho sản phẩm. Và ở phía sau đuôi của sản phẩm này á, thì nó cũng được trang bị thêm một cái họa tiết hình như là cái hình ống khói á. Và nó mang một cái kiểu thiết kế như là một cái phi thuyền không gian, nếu như các bạn nhìn từ phía sau lên phía trước.
Và cái cách biệt lớn nhất trong cái khâu thiết kế đó chính là cái nút sniper ở bên hông trái của thân chuột. Nếu như bạn là một người đã từng thấy qua cái sản phẩm M65 Pro á, thì các bạn sẽ biết là cái nút bấm sniper nằm ở bên hông nó sẽ hơi to và được đặt nằm ngang. Tuy nhiên phiên bản mới này á, thì cọc xe họ đã làm thon gọn hơn và họ đã xoay dọc nó lại, khiến cho khi mà các bạn áp ngón cái vào bên hông của thân chuột thì các bạn sẽ có được một cái khả năng ôm trọn toàn bộ thân chuột. Đó chính là về cái khả năng hoàn thiện mà giúp cho sản phẩm cho là một cái cảm giác cầm nó thoải mái hơn. Vậy nên nếu như các bạn là một gamer FPS, các bạn cần một chiếc chuột có vẻ ngoài sang trọng mà lại cho là cảm giác cầm thoải mái cũng như hiệu năng cao thì M65 Elite chắc chắn sẽ là phiên bản mà bạn nên hướng đến. Và các bạn biết không, sản phẩm thứ ba kế đến đây mình giới thiệu các bạn mới chính là một cái chú chuột gaming mới toanh hoàn toàn đến từ Corsair, mang tên là Corsair Ironclaw RGB. Đây không phải là một cái phiên bản nâng cấp của bất kỳ sản phẩm nào cả, mà đây là một cái sản phẩm mới toanh mà Corsair hướng đến những người là có cái cỡ tay to. Hooray. Cuối cùng thì Corsair cũng đã cho các bạn một cái sản phẩm chuột dành cho những người tay to rồi. Tại vì trước đây nếu như các bạn để ý thì hầu như hãng không có. Các bạn có được những cái chú chuột mà nếu như mà nói là to lắm thì chỉ có mỗi con đắt co mà thôi. Tuy nhiên thật sự thì cái kiểu dáng của nó hơi khó cầm. Còn cái sản phẩm này á, tuy là hướng đến người tay to nhưng cái comfortable, tức là về cái độ thoải mái của nó được đặt lên hàng đầu. Nó làm mình khá là liên tưởng đến cái sản phẩm của Razer mang tên là Dead XD Elite. Thì cái sản phẩm này nó cũng gần như tương tự như vậy. Tương tự là bởi vì cái kiểu dáng của nó, tương tự là bởi vì nó có một cái form khá to. Tuy nhiên sản phẩm này cũng có được một số những cái điểm nổi bật so với lại con Razer Dead XD Elite đó. Như là có thể kể đến, đầu tiên là về sensor, cũng được sử dụng một cái sensor mới nhất nữa từ Bisat, là Bisat 3391 với 18.000 dpi, 400 ms mình mới chia sẻ với các bạn rồi. Và thêm vào đó nữa là những cái nút bấm trên cái thân chú chuột này nó cũng to luôn. Nếu như các bạn là một người có kích cỡ tay hơi quá cỡ và các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm chuột cầm thoải mái nhất thì mình nghĩ là các bạn nên để ý ngay. Tại vì hai bên hông của chú chuột này là hai phần đệm cao su được làm theo kiểu hoa văn lồi lõm và nó lồi lên khá là cao, khiến cho khi mà các bạn bám vào cái độ bám của nó cực kỳ tốt. Và hầu như là mình không có cảm giác trơn tay khi mà sử dụng. Vậy nên nếu như các bạn là một trong những người có kiểu tay cầm như thế thì mình nghĩ là các bạn nên để ngay đến sản phẩm Ironclaw đến từ Corsair. Vậy là mình đã vừa chia sẻ qua cho các bạn về bộ ba sản phẩm mới đến từ Corsair với một số những công nghệ mới. Nếu như các bạn là một người thực sự thích cái sự tiện dụng thì các bạn nên hướng đến cái con Corsair Harpoon RGB Wireless. Còn nếu như các bạn thích một cái sự sang trọng và các bạn là một game thủ FPS thì đương nhiên M65 Elite là một cái phiên bản nâng cấp mà các bạn nên cân nhắc nhất. Và nếu như các bạn là một người có tay to và muốn một cái kiểu cầm thoải mái trong từng cái đường nét trên ngón tay thì chắc chắn Ironclaw là một cái sản phẩm mới toanh đến từ Corsair mà khiến cho các bạn sẽ hài lòng. Vậy nên là mình đã chia sẻ qua cho các bạn về tổng quan cái ba chú chuột ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích cái sản phẩm nào mà các bạn muốn là mình làm review chi tiết riêng về sản phẩm đó thì các bạn comment lại ngay phía bên dưới cho mình biết nha. Đừng quên bấm like, share và subscribe cũng như chia sẻ video clip cho bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.